Thật ra thì khi mà xem cái tình huống đó thì mình rất là đồng cảm. Là một cái giám đốc sáng tạo thì tức nghĩa là mình phải đảm nhiệm hai cái cương vị. Một là một người giám đốc điều hành, hai là một người lãnh đạo về cái đội ngũ sáng tạo cho nhân viên, cộng sự. Cho nên rằng là cái gần như là cái công việc của mình nó tải gấp đôi. Tuy nhiên trong cái khoảng thời gian mà người ta hay nói là hậu Covid là mình hay có cái cảm giác rằng là giống như cái cậu đó là cũng nhớ nhớ quên quên. Tức là cái cuộc họp buổi sáng rồi sau đó có cuộc họp buổi chiều thì thường là nhân viên đã báo trước rồi. Mà mình cứ lơ ngơ từ tới giờ họp mình lại làm việc khác. Thì trong trường hợp đó là mình nhận ra rằng là cái thể trạng của mình cũng như cái sức khỏe về mặt tinh thần của mình nó không có giống như trước.